Đây, chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên có một người mang đến một chiếc cảm biến này, gọi là cảm biến đóng mở cửa tủ để cho những cái hệ thống mà các cái tủ rượu này hoặc các cái tủ trang trí người ta lắp đèn led này này, thì khi mà chúng ta đóng đóng cánh cửa ấy, thì nó sẽ sáng. Thì sau khi mà tôi kiểm tra xong thì thấy là nó bị chạm một mối hàn thôi, tôi hàn lại thôi. Thì tôi cũng phân tích cho các bạn nhé. Thì cái này nó rất đơn giản, thì nó gồm một con IC này của Trung Quốc, nó xóa chân đấy. Con này nó cũng chỉ là một bộ khuếch đại thuật toán thôi, chứ nó cũng chả phải vi xử lý gì, và nó đi qua một con diode để chống đảo cực này, đi qua con IC ổn áp này tạo ra cái áp 5V, và nó sẽ đóng mở cái con MOSFET này. Con MOSFET này chịu được dòng 5A, 12V 5A, trên cái này nó sẽ ghi là 60W đấy, 12 nhân 5 bằng 60. Thì chúng ta sẽ có là đường in cộng và in trừ là đường chúng ta cấp nguồn, và đường out cộng và out trừ là ra led đấy nhá, các bạn nhìn nhé. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho nó để các bạn xem cái cảm biến vẫy này, và các bạn yên tâm là nếu mà chúng ta có cắm nguồn sai thì nó cũng không chết được cái mạch này đâu, vì nó đã có diode chống đảo ngược cực cái này. Nhưng mà không nên, chúng ta nên lắp chuẩn thôi dây của nó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng nguồn 12V, tôi cấp điện cho nó. Đây là dây âm ra ngoài. Đấy, còn dây dương thì tôi sẽ kết nối vào trong. Đấy, bây giờ đèn là sáng đúng không? Bây giờ đóng cửa tủ vào. Đấy, thì đèn tắt. Đấy. Người ta sẽ lắp cái này ở sau cái cánh tủ. Thì hôm nay tôi làm clip này chia sẻ với các bạn về cái mạch này nhé. Để chúc các bạn thành công. Và tôi cũng nói với các bạn là nếu mà các bạn sử dụng những cái nguồn mà công suất nó nhỏ ấy, khi mà các bạn lắp một cái dải đèn led dài ấy, thì cái mạch này nó sẽ hoạt động không ổn định, nó sẽ bị nhấp nháy. Nhấp nháy ở đây ấy, là do nó bị thiếu công suất, cho nên là cái nguồn xung nó sẽ rơi vào trạng thái bảo vệ, chứ không phải là do cái cảm biến này này. Đấy, thì mình chia sẻ với các bạn đấy. Những bạn nào mà có cái nhu cầu mà lắp tủ đèn led trang trí biết thêm nhé. Dừng clip đây, chúc các bạn thành công.